phải em thì ai? Hello bà cô chú nào? Mắt tha. Hello bà cô chú, em massage cho em á. Hello, xin chào bà cô chú nha. Bà nay sẽ lên đồ để đi ra giao tuyết tiếp cô chú ơi. Massage, trước khi còn đòi massage nè mẹ. Mẹ ơi massage rồi, tôi mặc bình đèo hả, tôi không biết nằm. Khi tránh thủ à, mỗi ai có mày đi. Mình sẽ tránh thủ cái khí thời tiết nó đang nắng đẹp như này. Các bạn đem con ra một chút ở bên ngoài ấy, cho nó kiểu hít thở một chút không khí trong lành các bạn. Em đi gì ạ? Mà phải mặc thật ấm các cô chú nha. Em nhưng mà nắng nó lên đấy các bạn. Bây giờ kiểu nó có nắng ấy, cho nên là nó rất là ấm. Thực ra không phải ấm đâu, nhưng mà con nắng lên thì nó vẫn có vitamin D cho bé. Đấy. Nên là mình sẽ đi cho bé ra bên ngoài các bạn, thường một chút tăng một chút vitamin D các bạn nhé. Ta bộ đồ pháo này là không thể thiếu được mỗi lần mà đi ra giò các bạn ạ. Nó này âm thanh các bạn ơi, ở bên trong bên ngoài là pháo, bên trong là bông đó các bạn. Nó những mấy lớp ở bên trong nên nó rất là ấm, mà có mình mặc thì nó nặng luôn đó các bạn, nó sốt kiểu nó rửa mồ hôi luôn đấy. Ở bên này lạnh bao nhiêu thì lạnh, nhưng mà mặc đồ bên trong cũng không phải là âm lòng đâu các bạn ạ. Còn quan trọng là cái đồ pháo ở bên ngoài cơ các bạn ơi. Mà đừng lên trong đâu. Quan trọng là cái pháo nó phải kín, do không vào ấy thì nó sẽ làm cho cơ thể mình ấm lên thôi các bạn ạ. Nên là nếu mà ở Việt Nam ấy mà lạnh ấy, thời tiết ở Việt Nam của này năm nay là lạnh nha các bạn. Các bạn cố gắng tìm một chiếc áo pháo thật là ấm. Đó. Quan trọng là cái áo pháo bên ngoài, cái đồ pháo bên ngoài các bạn. Nếu hôm nào mà mười mấy độ hay là 10 độ ấy thì mình sẽ thêm một cái áo pháo pháo chili ở bên ngoài cho bé nè các bạn ạ. Là không lo lạnh luôn.